Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật nhiếp ảnh đóng vai trò khá quan trọng trong nền văn hóa, nó góp phần phát triển khả năng thẩm mỹ xã hội. Đây là một loại hình nghệ thuật độc nhất vô nhị bởi nó kết hợp được tính tài liệu và tính nghệ thuật, vốn là hai tính chất hoàn toàn đối lập nhau trong văn học nghệ thuật nói chung. Trong quá trình tồn tại và phát triển, nghệ thuật nhiếp ảnh đã trở thành một trong những hình thức hoạt động mang tính quần chúng rộng rãi nhất. Đây cũng chính là đặc điểm nổi trội của nghệ thuật nhiếp ảnh mà không một loại hình nghệ thuật nào có được. Và trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ được gặp gỡ và giao lưu với một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh đã có rất nhiều đóng góp cho sự thành công của nhiếp ảnh Hưng Yên, góp phần nâng cao thành tích hoạt động của văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào, Chi hội trưởng Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Hưng Yên. Vâng, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Truyền hình Hưng Yên. Dạ vâng, rất là cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào đã dành thời gian đến với chương trình. Và trước khi cùng giao lưu thì xin mời nghệ sĩ cũng như là quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Ngay từ khi còn là người lính, được rèn luyện và trưởng thành từ môi trường quân đội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào đã rất yêu bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh. Đến khi nghỉ hưu, nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian cho việc đi sáng tác. Sau mỗi lần trở về, nghệ sĩ đều cẩn trọng xem lại các tác phẩm của mình, tỉ mỉ cân chỉnh sao cho những bức ảnh được đẹp nhất. Tại nhà của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào được trưng bày nhiều bức ảnh có giá trị nghệ thuật cao. Nơi đây cũng là điểm hẹn để các nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng nhau trao đổi nghiệp vụ về nghệ thuật chụp ảnh cho từng tác phẩm sau các đợt sáng tác. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào luôn được các nghệ sĩ dành cho những tình cảm chân thành quý mến. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào là một con người gắn bó với nhiếp ảnh từ khá lâu. Nhưng mà đặc biệt là cái mảng đề tài về quê hương, về những dạng nhãn bờ đê, thế rồi thì là bờ bãi bến sông, thì có thể nói là một cái đề tài mà nổi bật của anh. Nhất là cái lắng động phù sa, cái trầm tích của cát sông Hồng, anh cũng là một trong những người mà đóng góp cho cái hình ảnh của quê hương Hưng Yên văn hiến và phát triển. Và đặc biệt là cái con mắt phát hiện khá nhanh nhạy, và anh cũng đã thành công ở trên khá nhiều cái mảng đề tài. Anh em ở Hưng Yên ấy thường thường đã đặt cho anh một cái biệt hiệu là người đam mê cát. Có thể nói những cái ảnh về cát, về sông Hồng, về lắng động, trầm tích phù sa có thể nói là rất là đặc sắc của anh, và đã được đọng lại trong lòng của không những người Hưng Yên mà khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì mỗi một khi mà anh em chụp ảnh đi chụp sáng tác về thì thường xuyên là về cái gia đình, về cái phòng ảnh của nghệ sĩ Lê Hào để trao đổi về những cái bức ảnh mà cần phải có những cái sự đánh giá, bây giờ có những cái để mà chỉ dẫn khi mà để hoàn thiện thành những cái tác phẩm thì phải cần phải có những cái sự chỉ dẫn của nghệ sĩ Lê Hào. Đến nay, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào đã có hàng trăm bức ảnh nghệ thuật ở nhiều thể loại khác nhau, nhiều tác phẩm anh đã giành được nhiều giải thưởng cao quý như Niềm vui của ngoại đã đạt huy chương bạc tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng, huy chương đồng với tác phẩm Ông và cháu, Ra sông, Trên sông, Mùa nước cạn một. Không những vậy, nghệ sĩ đã đạt huy chương vàng khu vực với tác phẩm Trên cánh đồng đay cùng với cúp quốc gia do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng. Một trong những vinh dự lớn nhất mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào đã đạt được đó là cứ 5 năm một lần xét giải thì cả 3 lần nghệ sĩ đều nhận giải A, giải thưởng Phú Hiến do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trao tặng. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào, chúng ta vừa được theo dõi một phóng sự ngắn giới thiệu đôi nét về nghệ sĩ từ khi còn được rèn luyện trong môi trường quân đội và trưởng thành từ môi trường quân đội, cũng như là những cái thành tích mà bất cứ một người nghệ sĩ nhiếp ảnh nào cũng mong muốn. Vậy thì nghệ sĩ có thể cho biết là cơ duyên nào đã giúp nghệ sĩ đến với nghệ thuật nhiếp ảnh được không ạ? Tôi có lẽ là từ bé cho đến lớn, đặc biệt là từ khi bước vào đi học, những cái hình ảnh trong sách giáo khoa, trong những trang tranh ảnh đã có cái sự cuốn hút nhất định trong tâm lý và tình cảm của tôi. Và một cái cơ duyên có thể nói rằng là đánh dấu một cái bước ngoặt để tôi bắt đầu bước vào nhiếp ảnh là tôi có một người anh trai. Năm 1973, anh có tặng tôi một bộ vừa máy ảnh, máy phóng ảnh
máy đo sáng, các thiết bị về chụp ảnh. Và bắt đầu từ đấy là tôi đi vào nghiên cứu, sử dụng, phát huy cái bộ thiết bị đó trên cái cơ sở niềm đam mê và sở thích của mình. Có lẽ cái thời điểm năm 1973 là đánh dấu một cái bước ngoặt, tôi bắt đầu bước vào nhiếp ảnh từ đấy. Và nói đến cơ duyên thì có lẽ một cái cơ duyên mà may mắn nhất là trong 20 năm tôi được thuyên chuyển về công tác ở một đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh nhà. Với tình yêu quê hương, những cái sự đau đáu về những bờ sông, bãi cỏ, những di tích lịch sử, nó đã đi vào tiềm thức của tôi. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ mình phát huy cái sở trường về nhiếp ảnh của mình trong lĩnh vực này là phù hợp nhất. Dạ, vâng ạ. Và có lẽ là một cái cơ duyên nữa không thể bỏ qua được là tôi về đây thì tôi được tham gia vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Đó là một cái môi trường vô cùng là quý báu đối với tôi. Tôi cho rằng đây là cơ duyên tốt nhất. Dạ, vâng. Một cái cơ duyên nữa là khi mà đã tham gia vào Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh thì là mảnh đất, là điều kiện, là môi trường để tôi được tiếp xúc với các lớp đàn anh nhiếp ảnh của khu vực, kể cả sau này là tôi tiếp xúc với các nghệ sĩ nhiếp ảnh tầm cỡ của quốc gia trong các cuộc thi, các cuộc giao lưu. Tất cả những cái đó tôi cho rằng đó là cơ duyên, một cơ duyên rất là may mắn. Thưa nghệ sĩ, là trong mảng đề tài chân dung thì nghệ sĩ cũng đã có những tác phẩm mà đánh giá sự thành công trong cái lĩnh vực sáng tác của mình và đã được khẳng định, được trao giải tại các cuộc thi toàn quốc cũng như là khu vực, và điển hình trong đó là bức ảnh Niềm Vui Của Ngoại, đúng không ạ? Vâng, xin nghệ sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về tác phẩm này của mình được không ạ? Trong sáng tác ảnh nghệ thuật thì nó rất là nhiều đề tài. Nó tùy vào cái cảm thụ và người đam mê của từng nghệ sĩ. Tôi thì ảnh phong cảnh tôi cũng rất là say mê. Nhưng mà có lẽ là cái mảng đề tài chân dung là một trong mảng đề tài có thể nói là đau đáu trong tôi. Nói về bức ảnh Niềm Vui Của Ngoại là một cái dấu ấn, một kỷ niệm rất là sâu sắc đối với tôi. Xuất xứ của bức ảnh ấy trên cơ sở niềm đam mê và sự ngưỡng mộ chân dung những người mẹ. Có một hôm tôi đến nhà nghệ sĩ Dương Tăng, tình cờ tôi gặp một bà cụ rất là đẹp đang ngồi nói chuyện với nghệ sĩ Dương Tăng. Và qua quá trình giao tiếp thì biết rằng đây là cô ruột của nghệ sĩ Dương Tăng, một bà cụ 86 tuổi, có những vết nhăn hằn ở trên mặt, thể hiện sự lao động, rồi thể hiện năm tháng ở trên gương mặt đó. Mà đặc biệt là mái tóc của cụ rất đẹp. Một điều mà làm tôi phải trăn trở, và cái trăn trở đó tôi đã thành công, tức là làm sao phải đưa được cụ vào một cái trạng thái tâm lý nói chuyện với con cháu thật thoải mái. Bên cạnh đó phải có một góc chụp đẹp, bởi vì những cái nguồn sáng từ bên ngoài đưa vào, anh em chúng tôi mới mời bà ra một cái vị trí ở trước cửa. Trong quá trình đó chúng tôi thầm lặng chuẩn bị về máy bằng cái thao tác nghiệp vụ của mình. Và cứ thế tôi bấm, cứ thế bấm. Bấm trong lúc bà nói chuyện với tôi, nói chuyện với nghệ sĩ Dương Tăng. Tôi nhớ không nhầm khoảng 30-35 file ảnh. Tôi đã bắt đầu linh cảm thấy rằng sẽ có sự thành công trong này. Và tôi chọn một file ảnh đẹp nhất. File ảnh đó là file ảnh khi bà cụ đưa tay lên mang tay của mình và cười nói với chúng tôi. Đúng khoảnh khắc bà ngước mặt lên với góc sáng đẹp nhất, sau đó ra một tác phẩm gương mặt bà rạng rỡ với hàm răng đen truyền thống, mái tóc bạc, bàn tay nhăn nheo với một cái đặc trưng của rất thuần Việt. Và tác phẩm ấy đã đưa tôi đến thành công là khi đi dự thi là được huy chương bạc. Và đặc biệt đó là một trong ba tác phẩm tạo nên một cái giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phố Hiến giải A lần thứ hai. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào, là được biết là nghệ sĩ cũng đang sở hữu rất là nhiều giải thưởng như là huy chương đồng với tác phẩm Ông và Cháu, Ra Sông, Trên Sông, và đặc biệt là nghệ sĩ cũng đã đạt được huy chương vàng khu vực với tác phẩm Trên Cánh Đồng Đay cùng với cúp quốc gia do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng. Và ngày hôm nay thì nghệ sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả truyền hình được biết về những tác phẩm đó của mình được không ạ? Có thể nói là những tác phẩm mà Ngọc Anh vừa nêu lên ấy, đó là một cụm tác phẩm. Tôi tự đánh giá rằng nó khẳng định một cái giai đoạn phát triển của mình. Và có thể nói với Ngọc Anh rằng những tác phẩm đấy là một bước rất quan trọng đưa tôi đến với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Tôi xin chia sẻ về bức ảnh Trên Cánh Đồng Đay. Đề tài về sông nước, về bãi sông Hồng là một đề tài mà tôi luôn luôn là có niềm đam mê. Bởi vì sao? Bởi vì nó gắn bó với tôi từ thời nhỏ. Những cái buổi theo mẹ đi cuốc gốc đay, những cái buổi theo mẹ ra bờ sông đi để đi kiếm củi ngày xưa
con sông Hồng đã gắn với tôi, đặc biệt là bãi bồi Phù Sa. Đúng vào thời điểm khánh thành cầu Yên Lệnh, ở dưới bãi sông Hồng bạt ngàn một bãi sông màu xanh của đây. Ngay từ những cây đây còn nhỏ, tôi đã tâm đắc và đã hình dung rằng ở đây sẽ có một tác phẩm gì đó nói về bờ sông. Và tôi theo nó một thời gian khá dài. Từ khi cây đay còn 2-30 phân đến khi cây đay người ta thu hoạch được, tôi chọn một thời điểm đẹp, một góc chụp đẹp, một con đường đẹp và tính toán về ánh sáng, về đứng góc chụp và tác phẩm đó đã ra đời. Cũng như các tác phẩm khác, sau khi xem file mình chụp, tôi cũng hình dung rằng đây là một bức ảnh đẹp về quê hương Hưng Yên, bởi vì đã có bài Trên cánh đồng đay, nó đi vào trong tôi từ bé rồi. Và bây giờ nó thể hiện trên tác phẩm nhiếp ảnh, là bức ảnh đó được huy chương vàng duy nhất trong cuộc liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng tổ chức tại Hải Dương. Và đặc biệt là tiếp tới, một trong ba tác phẩm để được trao giải A, giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên trao tặng. Một bức ảnh đã mang lại rất là nhiều thành công cho tác giả, đúng không ạ? Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào, nghệ sĩ đã có rất nhiều tác phẩm lột tả vẻ đẹp, cổ kính của các di tích lịch sử ở Hưng Yên, cũng như là sự phát triển của một thành phố trẻ đang chuyển mình trên dòng chảy phát triển của cả nước. Và trong đó thì có nhiều tác phẩm đã được chọn treo trong các cái kỳ liên hoan triển lãm như là tác phẩm Chùa Chuông Đêm Trăng, ở Đông Đô Quảng Hội, Văn Miếu Xích Đằng. Thưa nghệ sĩ, vậy còn với tác phẩm về quảng trường thành phố Hưng Yên, một tác phẩm mà đã được chọn treo triển lãm ở rất nhiều liên hoan và cũng đã được nhiều người lựa chọn để làm món quà lưu niệm khi mà gửi tới những người bạn ở tỉnh xa thì như thế nào ạ? Xin mời nghệ sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về bức ảnh này ạ. Như tôi đã nói, quê Hưng Yên mình đẹp lắm, đáng tự hào lắm. Ngay từ bé là những cái di tích lịch sử là cái nơi tôi đến. Xin thưa rằng là có một điều mà tôi rất là vui mà cảm thấy tự hào là tôi đi nhiều nơi và người ta đã bắt đầu biết đến, người ta đã nói đến cây nhãn tổ, nói đến phố Hiến, nói đến chùa Chuông, nói đến văn miếu. Đó là những cái động lực càng thôi thúc tôi hình thành những tác phẩm về quê hương mình trên mảng đề tài này. Bức ảnh đầu tiên đó là bức ảnh văn miếu. Tôi chụp trong một cái bối cảnh mùa hoa nhãn. Cái năm đó hoa nhãn và hoa gạo nó gối mùa vào nhau, cho nên là nó cho một cơ hội để tôi thể hiện văn miếu nằm trong một cái khuôn viên của nhãn lồng phố Hiến. Và rất vui là cái bức ảnh đó đã được công chúng của Hưng Yên, được lãnh đạo của Hưng Yên, được những người làm công tác về văn hóa của Hưng Yên ghi nhận. Và đến nay cũng đã đi vào rất là nhiều nơi để tuyên truyền quảng bá về tỉnh Hưng Yên. Có một kỷ niệm rất vui là tôi đi tham quan ngã ba Đồng Lộc vào phòng truyền thống. Tôi rất là sửng sốt và rất vui mừng là thấy bức ảnh văn miếu Hưng Yên được trưng bày ở đó do một đoàn cán bộ khách của tỉnh Hưng Yên vào tặng. Đền mẫu Hưng Yên là một cái di tích rất là đẹp, rất là cổ kính và là một cái nguồn cảm hứng thu hút khách du lịch thập phương. Đứng ở bên một hồ Bán Nguyệt là một cái không gian vô cùng đẹp. Tôi cũng đã thành công trong cái tác phẩm này. Về Đông Đô Quảng Hội, tôi đã tìm một cái góc chụp, nó có những nét mà nói ví thì nó không đúng lắm. Nó mang cái dáng cổ kính, nó có nét nào, nó như Hội An ấy. Cái mái ngói vẩy, rồi mái đình cong, con đường nhỏ với lại cây đa, cây nhãn. Tôi cũng đã say sưa, tôi chụp trong cái khoảnh khắc nắng xiên buổi sáng với một người nông dân gánh một gánh rau đi qua. Cái bóng đổ của ngôi chùa đổ xuống. Đó là bức ảnh Đông Đô Quảng Hội. Ngoài ra những cái di tích lịch sử khác như Đền Trần, như Đền Thiên Hậu, tôi cũng đã khai thác. Nhưng mà thường tôi khai thác vào những cái mùa, một là mùa hoa nhãn, hai là mùa xuân, mưa xuân, thì nó toát lên được một cái cảm xúc về di tích. Thì cũng xin thưa là cái mảng đề tài về di tích lịch sử là một mảng đề tài tôi cảm thấy lúc nào chụp cũng không ngơi nguồn cảm hứng. Mà có lẽ là trách nhiệm của mình, cảm hứng mình sẽ còn cơ hội để trực tiếp, bởi vì Hưng Yên đang trên đà phát triển. Vâng, với cái đà phát triển của Hưng Yên và trong một cái dòng chảy phát triển mới như hiện nay thì còn những tác phẩm mà đánh dấu một cái hoạt động, những cái sự sáng sôi động của một thành phố trẻ, ví dụ như là tác phẩm Quảng trường thành phố Hưng Yên thì sao ạ? Vâng, xin mời nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm về điều này ạ. Vâng, đây là một tác phẩm mà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên trao tặng giải thưởng Phố Hiến lần thứ 5 vào năm ngoái. Trong đó có 3 tác phẩm. Thì tác phẩm mang dấu ấn của Hưng Yên, thể hiện sự phát triển đi lên, sự sôi động, mang cái nét công nghiệp, văn hóa
và lịch sử, đó là tác phẩm Quảng trường Hưng Yên. Quảng trường Hưng Yên muốn chụp đẹp ý, thì có thể là nó không gian đã đẹp rồi, nhưng mà phải chọn một cái thời khắc để nó lung linh. Thì tôi đã chọn một cái loại hình chụp ban đêm, với một thiết bị chuyên dùng để chụp ban đêm, với một góc chụp bao quát, nó lột tả được tất cả những ánh sáng, những đường nét, những công trình. Thì tôi đã tìm được một cái địa điểm đó ở một điểm cao, hơn mặt bằng khoảng 15 đến 17 mét. Và tôi chụp. Lịch sử bức ảnh này thì nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tức là quảng trường như ngày xưa mới xây dựng. Sau đó thì lãnh đạo tỉnh đã cho dựng ở đó một cái bức tượng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thì tôi luôn luôn cập nhật và đưa thêm, chụp thêm hình ảnh mới, vẫn trên nền tảng của bức ảnh cũ, nhưng mà có những chi tiết mới, sự phát triển mới. Thì có một bức ảnh quảng trường Hưng Yên thứ hai. Những bức ảnh đó là hiện nay là cũng là niềm tự hào của tôi, và tôi nghĩ rằng là cũng là niềm tự hào của công chúng, bởi vì nó là một hình ảnh đẹp, một cái sự đánh dấu sự phát triển đi lên của một thành phố trẻ. Vâng, như là nghệ sĩ đã chia sẻ, không chỉ thành công với những tác phẩm lột tả vẻ đẹp của các di tích lịch sử ở thành phố Hưng Yên, mà nghệ sĩ cũng đã để lại ấn tượng với những tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của sông Hồng, những bãi cát phù sa, và đặc biệt là nghệ sĩ còn rất quan tâm tới những cái hình ảnh về môi trường sinh thái ở thành phố Hưng Yên, ở nơi mà mọi người thường hay nói là đất lành chim đậu, với hai đảo cò rất nổi tiếng giữa lòng thành phố. Và chính những bức ảnh như vậy thì đã góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố Hưng Yên thanh bình yên ả với đông đảo du khách. Và nghệ sĩ có thể chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng sáng tạo với mảng đề tài này được không ạ? Rất là nhiều du khách đến Hưng Yên, người ta rất là ngỡ ngàng là tại sao giữa một thành phố sôi động mà lại có hai đảo đối xứng qua trục đường Nguyễn Văn Linh. Đó là hai đảo giữa hai hồ rất là đẹp và rất là phong thủy, rất là đẹp. Lại có hai cái đảo ở đó và rất là nhiều cò về đậu. Tôi đi cũng nhiều nơi, nhưng có lẽ đây là một đặc trưng đáng tự hào, một nét đẹp của thành phố Hưng Yên. Vào cái mùa hoa phượng là cò về rất nhiều, hiện nay cò cũng rất nhiều, nhưng mà mùa hoa phượng nó rất đẹp, hoa đẹp, cò bay về nhiều, nền trời trong, soi xuống bóng nước. Ở phía xa là bưu điện, là quảng trường, là cột đăng ten của truyền hình và những dãy phố mới, có những góc chụp nó thể hiện rất là đẹp trong khuôn hình. Thì tôi đã chọn vào mùa hoa phượng để tôi chụp những đàn cò bay về. Thế rồi là có những lúc mà đàn cò bay lên vào buổi sáng, cò bay về buổi chiều. Và tôi đã chụp cả hai đảo, đảo cò ở bên kia, đảo cò ở bên này, đường Nguyễn Văn Linh. Đã ra những cái bức ảnh mà tôi mang cho đồng đội chiêm ngưỡng, cho đồng nghiệp chiêm ngưỡng. Đồng nghiệp ngoài tỉnh thì họ rất là ngỡ ngàng, đồng nghiệp ở trong tỉnh thì họ rất là hoan nghênh. Thì có lẽ rằng là đây là một cái đề tài tôi vẫn đang rất là say sưa khai thác. Nó mang tính môi trường, mang tính trong lành, mang tính mời gọi khách du lịch. Một cái đặc trưng của Hưng Yên, đó là cái cảm xúc trong tôi về hai cái đảo ở hai hồ trong thành phố. Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào, chắc chắn là trên cái con đường mà rong ruổi để mà theo đuổi cái niềm đam mê nhiếp ảnh của mình thì sẽ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, phải không ạ? Ngày hôm nay thì nghệ sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả truyền hình biết về một trong những cái kỷ niệm mà nghệ sĩ nhiếp ảnh ghi nhớ nhất trong cái sự nghiệp sáng tác của mình ạ? Vâng, đó là một câu hỏi rất là hay. Tất cả những bức ảnh của bất cứ ai chụp, bất cứ nghệ sĩ nào chụp, nó đều là một câu chuyện, nó đều là một sự kiện. Đối với tôi là những tác phẩm của tôi đều gắn với những hoàn cảnh cụ thể, những câu chuyện cụ thể. Nhưng nếu nói về ấn tượng và kỷ niệm nhất thì có thể nói đến năm 1991. Tôi đi công tác qua Hà Nội thường xuyên, vì tôi hay đi giao ban ở trên Bộ Tư lệnh Biên phòng. Về buổi chiều tôi quan sát, tôi thấy cầu Long Biên nó đẹp lắm. Phía bên kia đầu cầu là mặt trời xuống, nếu mà buổi sáng thì mặt trời lên, nhưng mà tôi đi công tác về buổi chiều mặt trời xuống. Con cầu Long Biên bắc qua sông Hồng trải dài rất là đẹp, nó đã đẹp trong tôi từ lâu rồi, nhưng mà hôm đó tại sao mà ánh sáng nó đẹp thế, nó soi bóng sông Hồng. Tôi về nhà tôi nghĩ rằng mình phải lên mình chụp, nhưng bởi vì là cách 64 cây số, cho nên là tôi mới chọn cái thời điểm để đón cái mặt trời buông xuống. Tôi đi xe khách vào 3 giờ chiều, nhưng mà rất tiếc là cái phán đoán của mình nó sai, vì mặt trời nó chạy theo mùa. Trước đó 2-3 tháng mình thấy mặt trời ở phía bên này, nhưng mà 2-3 tháng sau mặt trời nó chạy hướng đi. Thời điểm mình lên là mặt trời nó rơi không đúng cái điểm mình muốn. Thế đâm ra là tôi chụp, đã lên là chụp.
nhưng bức ảnh đó không thành công. Không thành công. Bởi vì mặt trời nó rơi vào cái điểm trong cái ảnh bị chụp nó không đúng ý. Về nhà vẫn có một bức ảnh lưu niệm, đánh dấu quá trình sáng tác của mình. Nhưng một bài học vô cùng sâu sắc, đó là phải bám sát hiện trường, nắm vững quy luật, vận động để mình chụp những bức ảnh nó đúng ý của mình. Mà có lẽ đây là bài học chung cho tất cả những ai đi chụp ảnh. Phong cảnh, đời thường đều phải nắm được quy luật vận động của con người, của sự vật và hiện tượng thì mình mới thành công được trong hoạt động của mình. Thì có lẽ là kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng mà ấn tượng nhiều lắm, nhưng có lẽ là kỷ niệm và ấn tượng bài học chính là câu chuyện tôi vừa kể. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ và cũng chính là những kinh nghiệm mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào vừa mới gửi tới quý vị khán giả. Và có một câu hỏi rất là thú vị mà nhiều người yêu ảnh muốn hỏi nghệ sĩ, đó là thiết bị có quyết định một bức ảnh đẹp hay không ạ? Vâng, một câu hỏi rất hay mà chính chúng tôi luôn luôn trăn trở và tự phải trả lời. Và tôi đã có cái chính kiến riêng của mình, mà đây là một chính kiến mà được nhiều đồng nghiệp tán đồng. Trước hết nói là để hình thành một bức ảnh nói chung, hay nói cao hơn nữa là một tác phẩm nghệ thuật, thì nó gồm có hai yếu tố, đó là thiết bị và bản thân con người sử dụng thiết bị, khai thác thiết bị. Quan niệm của tôi thì thiết bị nó là một cái phương tiện để truyền tải, để biến cái cảm xúc của mình thông qua thao tác và trí tuệ của mình đưa ra một tác phẩm ảnh. Thiết bị nó chỉ là vậy, nhưng mà nó cũng có rất ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì một bức ảnh chụp ra, nếu thiết bị tốt, nó cho một cái cảm nhận về mặt thị giác ngay từ đầu đã có cảm xúc. Màu nó đẹp hơn, nó tươi tách hơn. Nếu như cái thiết bị mà đẳng cấp nó thấp thì về mặt thẩm mỹ, về mặt thị giác nhìn chắc hẳn là không đẹp. Mặc dù vẫn là con người đó, vẫn trình độ đó để chụp nó. Cho nên thiết bị là quan trọng, là rất quan trọng. Nhưng mà một tác phẩm ảnh thì không cứ là chỉ phải nhìn về mặt thị giác, nhưng cái quan trọng nhất là nó mang đến cái thông điệp gì, cái cảm xúc gì thông qua cái hành động đó, cái phong cảnh đó. Vậy thiết bị là quan trọng, nhưng theo tôi quyết định là tư duy, cảm xúc của người cầm máy. Bởi vì qua tư duy đó, cảm xúc đó mới biến thành cái hành động để điều chỉnh cái thiết bị đó theo ý của mình. Cho nên ở đây là nếu nói là rạch ròi ra ấy thì cũng rất khó, nhưng trong tôi suy nghĩ rằng thiết bị là yếu tố rất quan trọng hỗ trợ cho mình. Nhưng quan trọng hơn cả thiết bị, đó là tư duy, cảm xúc, kinh nghiệm của người cầm máy. Nếu ai đó kết hợp được hai cái đó, thì tôi tin rằng là hiệu quả trong sáng tác ảnh, hoặc là hiệu quả nói chung là trong chụp ảnh sẽ tốt hơn. Vâng. Vậy nghệ sĩ có lời khuyên nào dành cho những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh và mong muốn có được những bức ảnh được coi là ảnh nghệ thuật ạ? Vâng. Có lẽ là tôi có một lời khuyên chung xuất phát từ những trải nghiệm của tôi thôi. Để có một tác phẩm ảnh, một bức ảnh đẹp, một tác phẩm đẹp, thì trước hết từ tôi nghĩ rằng phải có niềm đam mê. Cái niềm đam mê đó nó có cả phần trách nhiệm nữa. Trách nhiệm và sự đam mê nó gắn với nhau. Không có đam mê thì không có tìm tòi, không có đam mê thì không có phát hiện. Thế cho nên là trong hoạt động chụp ảnh nói chung ấy, và đặc biệt cao hơn nữa là hoạt động sáng tác ấy, thì phải có đam mê là nền tảng để nó phát triển lên, nó thúc đẩy cho mình phải tìm tòi, nó thúc đẩy cho mình phải sáng tạo. Thế cho nên là hiện nay có một điều rất đáng mừng là nhiếp ảnh nó đã phổ cập bằng rất nhiều thiết bị khác nhau, và nó được lan truyền, được phổ cập trong công chúng rất là hiệu quả, là nguồn cảm hứng của số đông công chúng. Thế nhưng mà để muốn nâng cao hiệu quả hoạt động nhiếp ảnh của mình, và đặc biệt những ai đó muốn vươn tới để trở thành những người chụp ảnh chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật và là nghệ sĩ, thì cần phải có một yếu tố rất là quan trọng, đó là say mê nghề nghiệp, tích cực trải nghiệm, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, cảm thụ nhiều, trăn trở nhiều và tìm tòi nhiều, và không dừng lại. Thì tôi nghĩ rằng là trên cái nền tảng của sự đam mê, tính trách nhiệm đó thì sẽ thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Vâng ạ, rất là cảm ơn nghệ sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, đúng vậy, điều đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật nhiếp ảnh là giữa người sáng tác không chuyên và người sáng tác chuyên nghiệp
ít có sự cách biệt về trình độ thẩm mỹ như các ngành nghệ thuật khác. Điều đó chứng tỏ rằng việc nắm vững kỹ thuật nhiếp ảnh không khó khăn, phức tạp như là hội họa hay là điêu khắc, và các tác phẩm ảnh nghệ thuật còn làm cho việc cảm thụ hiện thực sinh động của chúng ta càng thêm sâu sắc, giúp cho chúng ta nhìn cuộc sống theo con mắt thẩm mỹ có văn hóa, giúp con người hoàn thiện về khả năng tiếp thụ cái đẹp. Và xin được cảm ơn nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hào đã chia sẻ với khán giả truyền hình, đặc biệt là những khán giả yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, những kinh nghiệm rất là quý báu trong quá trình sáng tạo của mình. Và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.